Xin chào, bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình mang đến cho anh em một cái chiếc máy rất thú vị và nó được giao dịch ít trên thị trường lắm. Mình cũng không thể nhập con này dưới dạng số lượng lớn được. Cơ bản ở bên Trung Quốc nó cũng hiếm luôn. Đây, nhìn phần sau này. Chúng ta liên tưởng đến chiếc điện thoại gì? Đó chính là Xiaomi 12 Pro. Nhưng đây là một phiên bản rất đặc biệt. Nó là Xiaomi 12 Pro con chip Dimensity anh em ạ. Anh em đừng quên nhấn nút đăng ký cũng như bật nút chuông để nhận thông tin về video mới nhất nhá. Xiaomi 12 Pro thì anh em hay nghe thấy là cái phiên bản Snap 8 Gen 1, đúng không? Nhưng mà con này lại là Dimensity. Đó, 8128 full box. Giá không hề rẻ đâu nha. Nó cao hơn chút so với cả Xiaomi 12 Pro. Nó rơi vào khoảng là gần 8 triệu rồi. Ở phía bên trong xem nào, thì vẫn như vậy thôi, đầy đủ. Que chọc SIM này, ốp lưng thì vẫn là dạng trong suốt này. Ở phía dưới thì các bạn sẽ được trang bị một cái dây cáp từ A to C. Phía bên trong có màu đỏ nổi bật. Và một củ sạc là 67W. Có nghĩa là cái công suất sạc này nó chậm hơn so với cả phiên bản 12 Pro Snap 8 Gen 1 có đến 120W. Nhưng có một cái điểm rất là thú vị. Con 12 Pro ấy thì viên pin của nó là 4600 chứ. Còn con này viên pin nó lên tới là 5160. Nó hơn 500 mAh so với cả phiên bản 8 Gen 1. Tổng quan về hoàn thiện thiết kế của Xiaomi 12 Pro phiên bản Dimensity này, nó không khác gì so với cả là phiên bản 12 Snap cả, 12 Pro Snap cả. Trọng lượng vẫn như vậy, vẫn hơn 200g một xíu. Cơ bản là chúng ta sử dụng những cái vật liệu, ví dụ như phần phía sau là kính Victus, phía trước cũng là kính Victus. Đây là phiên bản màu xanh này, vân mờ này, cụm cam được làm IC với cái số 50 chấm. Con này thì date nó mới hơn so với cả 12 Pro nhá. 12 Pro thì ra mắt từ tháng 12 năm 2021. Con này ra mắt từ tháng 7 năm 2022. Có nghĩa là nó sau cái phiên bản Snap kia tận là hơn nửa năm. Nó ra mắt cùng với cả thời điểm 12S với cả 12S Pro luôn. Cổng hồng ngoại này, loa Macadon Mic này, loa được làm rất là đẹp luôn. Đó, hai SIM này, mic này, loa tiếp này. Ở phía mặt trước thì nhìn nó cũng không khác gì so với cả con Xiaomi 12 Pro cả. Chúng ta vẫn được trang bị cái kiểu màn hình là thác nước. Đấy, thác nước của Xiaomi thì không phải quá mạnh đâu, vừa phải thôi, đủ để cho các bạn vuốt nó sướng. Các viền màn hình thì vẫn giống hệt nha. Tuy nhiên tấm nền nó khác rồi. Với phiên bản 12 Pro thì sử dụng là LTPO AMOLED. Con này là LTPO thế hệ thứ 2 luôn. Thế hệ thứ 2 thì nó sẽ có thể là tự động giảm xuống tần số quét là 1 để giúp cho các bạn tiết kiệm pin hơn. Ngoài ra thì những cái thông số khác vẫn khá là giống. Ví dụ chúng ta vẫn có độ sáng tối đa lên tới là 1500 nits, vẫn kích thước là 6.73 inch, độ phân giải Quad HD+, tần số quét thì tối đa là 120. Loa Armageddon của chiếc Xiaomi 12 Pro Dimensity. Được luôn, nhờ, được luôn. Nói chung là mấy cái con máy mà flagship của Xiaomi, cái date mới mới này, thường là âm thanh Armageddon của nó tốt lắm. Các bạn bật to đến mấy thì to, nó cũng không bị chói. Mình thấy là nghe nó không khác gì so với cả phiên bản Xiaomi 12S Pro cả. Chất lượng âm thanh con này rất là ok. Phiên bản mình đang có là Dimensity đúng không? À, các bạn thấy tiếng Việt ở đây là mình đang Việt hóa thôi, chưa phải là cài ROM. Vẫn được lên phiên bản MIUI mới này. Ở trong phần tên thiết bị nó cũng để là Xiaomi 12 Pro Dimensity luôn. Con chip nó sẽ là 9000 plus nhá. Điểm số AnTuTu đây, 1.1 triệu này. GPU là 332.000 điểm này. AnTuTu nó cũng để là 9000 plus luôn. Hay chưa? Thay đổi từ 8 Gen 1 sang 9000 plus. RAM 5X luôn. Đây phiên bản 8, bộ trong là 128. Nếu mà con này nó chưa bay thì mình sẽ test game thêm cho anh em. Mình đã tải sẵn là PUBG Mobile và Genshin Impact rồi. Còn những cái tác vụ bình thường, ví dụ như là Facebook hay là những cái ứng dụng khác thì mình thấy là nó chưa có cái vấn đề gì xảy ra cả. Nó vẫn là một cái chiếc điện thoại khá là nhanh chóng, mượt mà. Đấy, và mình cũng chưa thấy là nóng cho lắm. Khả năng rất cao là nó sẽ không nóng bằng so với cả con 8 Gen 1 đâu. Bởi vì Dimensity 9000 hay là 9000 Plus thì mình cũng đã test trên rất nhiều chiếc điện thoại rồi. Ví dụ như là EQ Neo 7 hay là chiếc AC2V. Đấy, cái nhiệt độ của nó thì đều khá là ổn định. Camera của con này thì nó cũng không thay đổi nhiều đâu. Đấy, thay đổi nó nhẹ nhẹ thôi. Ở phía trước thì chúng ta vẫn sử dụng cái camera selfie, độ phân giải lên tới là 32 chấm nhá. Ở phía sau thì cảm biến chính vẫn là 50 chấm mà có chống rung quang học. Tiếp theo thì camera ultra wide bị giảm nhá, từ 50 chấm xuống thành 13 chấm. Và tele từ 50 chấm xuống thành, cảm biến chính của nó vẫn giữ y nguyên.
Rồi, mình thì hôm nay bão to quá, thế nên là cũng không chụp được gì nhiều cho các bạn. Chụp ngoài trời nó rất là xấu anh em ạ. Thế nên mình chụp đúng một cái bức ảnh điều kiện ánh sáng ở trong nhà thôi. Cái màu so với cả cái mắt mình nhìn thấy khá giống. So với thực tế đấy, mình chụp cái con Mi 11 Lite 5G với cả cái Apple Watch Series 4 này. Nhìn chung thì cái chất lượng ảnh này nó sẽ giống so với cả là chiếc Xiaomi 12 Pro thôi. Còn lại thì hôm nào trời nó nắng đẹp đẹp hơn ấy thì mình sẽ kiểm chứng cả camera ultra wide lẫn tele ở ngoài điều kiện thực tế xem như thế nào nhá. Giống như mình nói từ đầu video ấy, sạc nhanh con này bị giảm từ 120W xuống còn là 67W, nhưng cái viên pin của nó lại được tăng lên. Bây giờ các bạn đã có viên pin lên tới là 5160 rồi. Nó cao hơn nhiều so với cả con số 4600 trên phiên bản cũ. Đấy, chưa kể là cái con chip Dimensity này nếu mà sử dụng bình thường thì nó cũng khá là mát mẻ nữa. Thành ra là thời gian sử dụng pin thực tế con này dự kiến là nó sẽ rất là tốt. Qua đêm thì mất khoảng 1%. Vẫn hỗ trợ sạc nhanh không dây nhá, là 50W luôn. Sạc ngược là 10W ở phía sau. Rồi, tóm gọn lại thì chiếc Xiaomi 12 Pro phiên bản Dimensity, mình thấy đây là một sản phẩm rất là hiếm ở trên thị trường. Đấy, và khi hiếm ý thì anh em sẽ có ít người sử dụng, sẽ có ít cái cộng đồng ROM hơn. Tuy nhiên chúng ta lại sở hữu một cái con máy là khác lạ. Đấy, mặc dù nhìn qua thì vẫn giống Xiaomi 12 Pro nhưng mà con chip lại khác này, camera khác này, hay là viên pin được trâu hơn rất là nhiều. Với cái tầm tiền khoảng gần 8 triệu của chiếc Xiaomi 12 Pro ấy, mình thấy đây là một cái sự lựa chọn mà không phải là ai cũng dám đánh đổi đâu. Chỉ là anh em nào thích sự pin trâu và thích cái con chip 9000 Plus thì sẽ lựa chọn sản phẩm này. Rồi anh em nghĩ sao về Xiaomi 12 Pro phiên bản Dimensity 9000 Plus viên pin 5160? Đừng quên để lại ý kiến nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.